the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a sun. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day. Smile so bright, it made me swoon. Our love is like a sun. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a sun. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day. Smile so bright, it made me swoon. Our love is like a sun. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a sun. Thank you.
Xin chào tất cả mọi người nhá, mình là Thanh Thảo và hôm nay mình tẩy vùng kín cho khách đây các bạn nhá. Hiện tại thì cái sản phẩm của bên mình thì tẩy được tất cả các vùng trên cơ thể của các bạn này. Và hiện tại thì bên mình đang bán ra với giá là 260.000. Và cách sử dụng như thế nào thì cái sản phẩm của mình thì các bạn chỉ cần bôi lượng kem vừa đủ lên vùng cần tẩy để đúng 5 phút cho mình. Và các bạn dùng một cái gì ạ? Cũng như là một cái khăn ấy, các bạn lau cho mình là sạch nha các bạn nhá. Và để được đúng 5 phút thì mình sẽ lau cho các bạn xem nha các bạn nhá. Và hiện tại bên mình có là thẻ bảo hành chính hãng được đổi trả trong vòng 6 ngày luôn ạ. Khi mà sản phẩm của bên mình khi các bạn nhận ấy mà các bạn sử dụng không hài lòng thì có quyền đổi trả trong vòng 6 ngày luôn nha các bạn nhá. Với cái sản phẩm này thì các bạn dùng được cho mọi vùng trên cơ thể này, cằm này, chân này, tay này, vùng kín này, vùng lách của các bạn nhá, rất là hiệu quả. Chỉ cần để đúng 5 phút khi mà lông cũng như là râu có hiện tượng xoăn vào, các bạn dùng một cái khăn này các bạn lau cho mình nhé các bạn nhá. Hiện tại bên mình đang bán ra một cái tiết tẩy lông với giá là 260.000. Và đặt hàng trong cái video này bên mình cũng hoàn toàn miễn phí cho hàng tại nơi chưa đến cho các bạn nhé các bạn nhá. Cái tuyết này sử dụng được rất là lâu và khi mà mò lông cũng như là râu hay mọc lại thì nó sẽ rất là thơm các bạn nhé. Và nó sẽ mỏng dần và chậm dần các bạn nhé. Và sẽ chuyển được vĩnh viễn sang một liệu trình luôn các bạn nhé. Sau mình là xuất Thanh Thảo nó ra các bạn nhé. Và những bạn nào đặt hàng thì bên mình hoàn toàn miễn phí giao hàng tận nơi trên toàn quốc cho các bạn luôn các bạn nhé. Để một lúc nữa thì tụi mình sẽ lau cho các bạn xem. Facebook của mình là Thanh Thảo cũng như là fanpage của mình cũng là Thanh Thảo các bạn nhé. Trên thị trường bây giờ rất nhiều hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Nên các bạn muốn mua một cái sản phẩm chính hãng mà không gây kích ứng da này, không có bất cứ một cái tác dụng phụ gì thì các bạn cứ liên hệ với bên mình nha các bạn nhé. Hoàn toàn được miễn phí giao hàng tận nơi trên toàn quốc luôn ạ. Có thể bảo hành luôn các bạn nhé, được điều chỉnh trong vòng 46 ngày luôn nhé. Khi mà các bạn nhận được hàng của mình rồi mà sử dụng các bạn cảm thấy là không hài lòng rồi, các bạn có quyền đổi trả luôn trong vòng 6 ngày luôn các bạn nhé. Giá niêm yết của công ty mình là 260.000. Và cách sử dụng luôn cho các bạn đặt máy tiếp theo mình nhé các bạn nhé. Để được cả chân này tay này, lát thành vùng kín này, cầm của các bạn luôn nhé. Có hướng dẫn sử dụng đi kèm luôn ạ. Có thể bảo hành chính hãng cho các bạn luôn nhé các bạn nhé. Được đổi trả trong vòng 6 ngày luôn nhé. Các bạn nhìn cho mình này, lông bắt đầu có hiện tượng xoăn xoăn vào rồi nhá. Bạn nhìn thấy chưa, bắt đầu xoăn xoăn vào nhá. Và để được đúng 5 phút thì mình sẽ lau cho các bạn xem. Bắt đầu có xăm xăm rồi, khi mà có hiện tượng xăm xăm vào thì các bạn kiểm tra một vùng xem được chưa thì các bạn hãy lau nhé. Chứ các bạn chưa được thì các bạn đã lau rồi là nó không hiệu quả nữa nhá. Để đợi khi mà nó xăm tã ra thì các bạn hãy lau nhá. Có hiện tượng xăm rồi đúng không ạ? Để một lúc nữa mình sẽ lau nhé các bạn. Những bạn nào đặt hàng cứ comment bên dưới hoặc là inbox trực tiếp cho bên mình nha, bên mình sẽ liên hệ lại tư vấn cũng như những lời chốt đơn hàng cho các bạn luôn nha các bạn nhé. Có thẻ bảo hành đi kèm và hoàn toàn miễn phí giao hàng tận nơi trên toàn quốc khi các bạn đặt hàng trong cái video này luôn nha các bạn nhé. Sau mình là Sắc Thanh Thảo ở Bắc Giang nha các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy lông bắt đầu có hiện tượng phun đào ấy, khi mà các bạn dùng dao cạo râu
mà các bạn cạo râu ấy thì rất là đau rát. Còn với cái sản phẩm này khi các bạn sử dụng thì hoàn toàn không đau rát một tí nào luôn nhá, không kích ứng da, nên mình sẽ cam kết cho các bạn được đổi trả trong vòng đến 6 ngày nhá. Bắt đầu có hiện tượng xoăn xoăn rồi đấy. Ngon được rồi. Khi mà được thì nó sẽ có hiện tượng đó là râu cũng như là lông nó xong xong và nó xong, nhưng mà nó sẽ tã ra, thì các bạn hãy lau nhé. Được tầm 5 đến 7 phút là các bạn lau được. Các bạn nhìn thấy chưa? À, có hiện tượng là xong tã rồi này. Nhiều bạn thắc mắc với mình là có tẩy được vùng kín hay không thì mình cam kết là tẩy được vùng kín luôn các bạn nhé. Bởi vì râu còn tẩy được thì vùng kín làm sao mà không tẩy được. Khi mà được thì nó sẽ có hiện tượng là xăm xăm vào thì các bạn tẩy. Thường thường những cái sản phẩm là tẩy lông trên thị trường thì nó sẽ không có hiện tượng là xăm lông đào để cho các bạn biết là được hay không. Còn với sản phẩm bên mình chỉ cần sau 5 phút, 5 đến 7 phút thì lông nhá, 5 đến 7 phút là các bạn nhìn thấy là nó tã ra, nó xăm đào, là lông nhá các bạn nhá. Nó khác với những cái sản phẩm trên thị trường, đấy là những cái sản phẩm tẩy lông trên thị trường thì các bạn phải đợi rất là lâu, 15-20 phút. Nhưng mà khi mà các bạn lau đi nó còn không phải, còn với sản phẩm bên mình lau đi sẽ sạch hoàn toàn luôn nhá. Sạch hoàn toàn luôn ạ. $260 một lọ rất là rẻ nhé các bạn nhé. Dùng được rất là nhiều lần luôn và nó sẽ chia được vĩnh viễn sau một liệu trình. Thường thường những cái sản phẩm tẩy lông trên thị trường các bạn sử dụng thì những cái lần sau mọc lên rất là dày cũng là rộng. Còn với cái sản phẩm bên mình thì nó sẽ mọc chậm cũng là thưa dần dần sau từng lần sử dụng luôn nhé. Xong rồi đấy. Có hiệu triệu xong rồi đấy. Các bạn nhìn này. Mình sẽ lau cho các bạn xem nhé. Các bạn khi mà lau thì các bạn dùng một cái khăn, có thể là cả một ít nước ẩm ẩm vào khăn để lau cho nó dễ nhé. Dùng một cái khăn thật là mềm, thật là ẩm thì các bạn lau thì nó sẽ sạch. Các bạn nhìn đây ạ. Đây ạ, nhìn đây nhá. Yeah. Lông da rất là nhiều đúng không ạ? Đẹp gì đây? Mình đang dùng cái khăn ẩm nên cái lông nó dính lại, vẫn dính trên bề mặt da ấy. Khi mà các bạn tẩy xong các bạn lau đi thì các bạn lên rửa đi nhá. Lên rửa đi thì tất cả lông nó dính trên, bởi vì bây giờ mình đang dùng cái khăn ẩm nên nó sẽ dính trên bề mặt da.